nước chủ nhà AFF Cup 2021 Singapore đang có những quy định rất ngặt nghèo dành cho các giới truyền thông muốn tác nghiệp tại đảo Quốc Sư Tử. Các phóng viên thể thao Việt Nam đang đối mặt với viễn cảnh không thể đồng hành cùng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại Singapore. Theo phản hồi sơ bộ từ phía truyền thông Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AFF, Liên đoàn bóng đá Singapore sẽ không cấp thư mời cho các phóng viên. Vì thế, các phóng viên cần cập nhật các thông tin trên các trang hướng dẫn của chính phủ Singapore và chủ động đăng ký với các cơ quan của quốc gia này trong trường hợp được phép nhập cảnh vào Singapore. Điều này đồng nghĩa với việc giới truyền thông Việt Nam gần như hết cơ hội tác nghiệp tại giải đấu hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Rất nhiều các phóng viên thể thao Việt Nam đã than trời trước những quy định chưa từng có trong tiền lệ AFF Cup. Không ít các phóng viên khác đang cố gắng tìm cách bày mỏ từng đường đi, nước bước để có thể sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup. Tuy nhiên, không dễ để có thể nhập cảnh vào Singapore trong tình thế dịch COVID-19 vẫn diễn biến khó lường tại khu vực Đông Nam Á, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Nước chủ nhà AFF Suzuki Cup 2021 Singapore cho biết, nguyên tắc bong bóng khép kín sẽ được áp dụng chặt chẽ trong suốt quá trình diễn ra giải đấu. Tất cả các đội tuyển tham dự AFF Suzuki Cup 2021 sẽ chỉ hoạt động trong một lịch trình cố định từ khách sạn đến sân tập, sân thi đấu và ngược lại, tuyệt đối không ra ngoài phạm vi bong bóng khép kín. Đáng chú ý, các hoạt động liên quan đến truyền thông cũng hạn chế tối đa sự tiếp xúc. Theo đó, tất cả các cuộc họp báo đều được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Các buổi tập Kể cả buổi tập chính thức của các đội tuyển cũng đều không mở cửa cho báo chí tác nghiệp. Ngoài ra, trong các ngày diễn ra trận đấu, số lượng báo chí cũng giới hạn với tối đa 20 phóng viên ảnh và 60 phóng viên viết được phép tham dự và tác nghiệp trận đấu. Trước đó, trong cuộc họp trực tuyến với các thành viên và ban tổ chức nước chủ nhà xung quanh công tác tổ chức AFF Cup 2021, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn kiến nghị sửa đổi một số quy định với giới truyền thông tác nghiệp tại giải đấu. Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đưa ra quan điểm ban tổ chức nước chủ nhà Singapore cũng nên nghiên cứu cơ chế cho hoạt động của báo chí tại các buổi tập của các đội tuyển, có thể tạo điều kiện để báo chí tác nghiệp trong ít nhất 15 phút đầu tiên của các buổi tập.